Hoa Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dòng đen nắng xưa mà hiện bây giờ mình chỉ có tách chiết để nhân giống chơi với nhau, đó chính là bao thiên thiên xưa. Và mình cũng xin giới thiệu với các bạn, đây cũng là một mặt hoa bao thanh thiên nhưng mà đã được làm từ mô. Đây là bao thanh thiên mới hiện giờ. Và đây là bao thanh thiên xưa. Và hiện bây giờ thì vườn của mình cũng có nở đầy đủ cả hai loại, nên là mình quay lên để chia sẻ cùng các bạn. Bởi vì có nhiều bạn rất là thắc mắc bao thanh thiên xưa và bao thanh thiên mô nó khác nhau chỗ nào. Còn về vẻ đẹp thì cái đó thì theo mình thì tùy ý thích của mỗi người. Và đây là bao thanh thiên mô. Và còn đây là bao thanh thiên xưa. Và mình để hai cái mặt bông gần lại cho các bạn phân biệt. Thì mình mong rằng qua đoạn clip này mình sẽ chia sẻ được với các bạn chút ít kiến thức về loại đen nắng bao thanh thiên. Bởi vì có dịp trùng hợp hai mặt bông này nó nở cùng một lúc thì mình mới quay phân biệt được. Cái bao thanh thiên mô thì cái họng nó có chút tím ha các bạn. Còn bao thanh thiên xưa thì toàn bộ là nó trắng hết. Và về cánh thì nhìn nó cũng khác nhau. Quang Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn.